Hello, xin chào mọi người. Hôm nay là thứ sáu, xếp cuối tuần thì con Nít Thêm có làm bắp xào với lại bánh bánh khoai ngọt hả? Bánh khoai ngọt tím. Đây, đây là Thức. Thức có kênh YouTube không Thức? Dạ, làm chung với Vũ Sàm Vlog mà nè. À, Vũ Sàm Vlog. Còn Bo, Bo nổ Vlog nha. Ai mà có yêu mến Bo và con Nít Thêm thì vô ủng hộ Vũ Sàm Vlog với lại Bo nổ Vlog. Đây hai thanh niên siêng năng lắm nè. Tết rất chuyên nghiệp ha. Cái này người ta tách 5 phút xong rồi, nãy giờ tách nửa tiếng chưa xong nữa. Quá giỏi. Có bên kia có con nữa Ngọc ơi. Bên kia á. Đây. Này gọi gì ta, em gái vườn xoài Thư Lê, kênh YouTube là Thư Ca Channel đang làm đang ngọt khoai ngọt. Cái này cạo ra rồi mình làm bánh hả ta? À vậy hả? Còn đây là con chim bé đâu vậy? Thầy ơi, con này. Con này là có xuất hiện ở trong cái gì ta? Anh Thơ Nụ hả? Anh Thơ Nụ. Này con chó này bị ăn trộm trong Anh Thơ Nụ, con chim bé. Trời ơi, nó cười. Thôi nha. Còn đây là một cô gái nữa. Này gì ta? Con gái ông chụp. Mi Cu Ngọc. Sao nhìn giống Alan Walker vậy? Đội áo màu đen coi chứ giống Alan Walker. Tèm quá đi con ơi. Có hai thanh niên làm tới đâu rồi? Bỏ lên đây bóc nè, bỏ lên đây bóc nè. Bỏ lên đây bóc nè. Vì nhiều cuối cuối chi cho khổ. Còn đây là đại ca vườn xoài đang ngồi coi phim, coi nhà. Quý, anh ta đang coi Rick Devil Gamer. Thanh niên này đang coi Rick Devil Gamer. Ghê chưa? Đây giới thiệu cho các bạn cái nhà mình. Đây là phòng phòng của mình ngủ à. Ngủ của mình. Còn đây là phòng để các bạn có Nít Thêm hay vô để livestream làm vlog, ngồi chơi chẳng hạn. Đó. Đây là nhà bếp. Đó, ngoài đó là nhà vệ sinh, nhà tắm. Chim bé ở ngoài đó.
Đây, đầu tiên là mình sẽ luộc cái khoai lên trước, luộc cho nó chín rồi xong rồi mình mới làm bánh. Nhìn đây. Bây giờ mình vô phòng rồi chơi đi. Được không? Nó bị khe dưới không? Nó có bị khép dưới không? Dạ không. Ui. Accident. Mấy thanh niên là đang làm gì đây? Trời ơi Toàn ơi. Đầu tiên cho dầu vào chảo. Hình như chảo hơi nhỏ ha, đúng là lấy chảo kia mới đúng kìa. Lấy đồ đũa kìa. Chín cho Thư. Mấy khu đồ nào ha. Xuống tiếp hai bạn nữ nè. Đi xuống tiếp hai bạn nữ. Quá. Đây, quý. Thấy gì đây không? Dạ đây coi tiếng. Bắp xào. Quá. Gì? Có là gì? Bánh, làm bánh. Nặng chưa, nặng chưa? Đó, trời.
cho chút đường vô. Cho chút xíu đường rồi thấy hả? Nãy em cho rồi nhưng mà nãy phải chút rồi. Ông ơi, đúng không? Ông ơi, ngồi đây không? Rồi đây. Con kêu làm gì á? Kêu nó nhạy nhạy gì? Cho nó ăn đòn. Chị bé. Nhanh nhạy, xin nhạy. Cái gì? Đi đâu? Đi đá banh. Nó đi đá xíu rồi về giờ mà. Coi thử chiên thế nào. Lửa nhỏ nhỏ chiên cho lửa to thế. Sao cho lửa nhỏ thôi Ngọc? Lửa to nó văng không? Lửa to là họ nó muốn chín ở giữa. Ừ. Nó xuống. Thấy có vẻ hấp dẫn đấy nha. Đừng có thảy, thảy nhẹ nhẹ thôi, thảy nhẹ thôi. Đặt cái đũa làm đường ray á. Ừ, trời ơi. Ừ. Hoặc là mình mà lấy tay mình nhúng vô trong á. Nhúng xong mình nhắc ra. Để khỏi bị bắn đúng không? Ừ. Cái tay bỏng thôi, quan trọng là không bắn được. Đạo diễn quá thông minh. Cho ta bỏ tay vô vào đi vào. Rồi đợt này nữa là chính là dớt ra xong tới đợt khác. À cái này nó chín sẵn rồi đúng không? Dạ chín sẵn rồi. Mình làm phía ngoài cho nó, giòn. Giòn giòn thôi. Cái bột nó chín. Ừ đúng rồi. Nó có bực ra không ta? Có, nó phồng lên, nó xẹp cái gì chả cá. Ừ. Đây wasabi đây. Wasabi đây. Đừng để trừng trị những đứa. Người ta làm mà đi chơi. Làm khoảng chục cái. Dạ, 10 cái. Sao đánh giống? Không dễ chứ sao? Dễ lắm. Mình lấy... Mình lấy gì để mình xé một miếng ra. Xé một miếng cái chỗ. Không, mình lấy con dao hoặc là lấy cái gì mình... làm một cái lằn ở giữa, làm lằn nó xung quanh luôn á. Thấy đạo nó cứng rồi nè Thư. Anh Thiệp nhất nguyên ảnh ở Đồng Tháp hả chứ mày? Ừ, cho lại. Trời trời á. Ai đâu, ai đâu. Xong chưa, xong chưa? Mặt nó già như vậy chứ có ghệ. Đúng rồi. Xong ăn chưa là? Lúc nãy anh cưới đây, xong rồi. Vậy nè. Đi. Bánh nè. Anh này là có qua sao chúng được? Sao biết có được? Đại ca lộn. Ăn thử biết chứ, không có đâu. Không mà. Mấy cây có qua sao đi. Con nhỏ này có mấy con bự cắn. Cắn sướng tôi đứt được. Sướng đứt được. Ngon mà. Yeah. Rồi những cơm ăn là tất cả được. Anh ăn cái ống tàu đó. Anh ăn cái ống tàu bên đó luôn. Lúc nay mình đi dẫn xe hả? Trời trời, ngồi đây bỏ đi. Trời. Đi ăn đi đó mày đi. Có biết tên hả đâu? Đi không? Giờ kêu anh Mạnh anh đây. Giờ đầu tư xe mới vốn Mạnh đầu tư xe thằng hậu. Sao? Anh đi ngon mà. Nó kêu làm nước cho chị Thư đi nhóc trên này đó. Nói mà tiếng. Vũ xàm. Tụi mày biết tao tên gì không? Bê cô. Bê cô. Trời ơi. Mày chưa chịu nên chưa được tao biết. Bê cho con mày nó chụp trái xuống vô. Rồi. Có gì đâu. Bê cho con tên mày rồi. Không biết có gì đâu. Clip này kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn.